Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên XT Mobile. Và cho mình hỏi, nếu các bạn đang có khoảng hơn 6 triệu thì các bạn sẽ dự định mua cho mình một chiếc điện thoại gì nhỉ? Các bạn sẽ mua những chiếc điện thoại tầm trung hay không? Hay các bạn muốn mua cho mình một chiếc flagship cũ? Và một trong những chiếc flagship cũ đáng mua nhất trong cái mức tầm giá này, có thể nói đó chính là chiếc điện thoại mà mình đang có trên tay, chính là chiếc Samsung Galaxy S20 5G. Đây là một trong những cái sản phẩm mà thực sự có một cái chất lượng rất tốt, với cái mức tầm giá hiện tại của nó đã quá tốt rồi. Và nếu mà các bạn muốn mua cho mình chiếc Samsung Galaxy S20 5G này hay bất cứ một sản phẩm nào của nhà Samsung thì các bạn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Điểm đầu tiên thì có thể nói đây chính là một chiếc sản phẩm có một cái thiết kế khá tốt và có một cái body nhỏ gọn để các bạn có thể dễ dàng cầm nắm. Như các bạn cũng biết thì từ trước đến giờ những cái chiếc điện thoại thuộc dòng là S20 này, S10 này hay là S21, S22 5G thì luôn luôn những cái chiếc điện thoại này có một cái thiết kế nhỏ gọn, bởi vì nó có một cái màn hình chỉ 6,2 inch mà thôi. Và bởi vì nó có một cái thiết kế nhỏ gọn như vậy cho nên là đại đa số chúng ta đều có thể sử dụng, đại đa số chúng ta đều có thể cầm nắm một cách rất là thoải mái. Và đây sẽ là một mặt lưng làm bóng nha các bạn. Cho nên các bạn hãy lưu tâm về cái điểm là nó sẽ dễ dính dấu vân tay. Có thể là trên cái phiên bản màu trắng này các bạn sẽ khó thấy. Cho nên là nếu mà các bạn sợ dấu vân tay và các bạn muốn xài trần giống như mình thì các bạn có thể là lựa chọn những cái phiên bản màu sáng một tí. Và nói về những cái phiên bản màu thì trên những chiếc Samsung Galaxy S20 5G có rất là nhiều màu sắc. Các bạn có thể lựa chọn màu trắng, màu đen, màu coral, màu blue hay là màu đỏ nè. Rồi, nói về phần thiết kế như vậy là đủ rồi. Hãy nói về phần quan trọng đi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ gọn với cái kích thước là 6,2 inch. Sử dụng tấm nền vẫn là Dynamic AMOLED 2X và các bạn sẽ có tần số quét 120Hz và điểm đặc biệt độ phân giải 2K+. Đối với những chiếc như là S21 hay là S22 thì các bạn sẽ có độ phân giải chỉ nằm ở mức Full HD cộng mà thôi. Tuy nhiên thì ở chiếc Samsung Galaxy S20 5G này thì các bạn vẫn sẽ có độ phân giải là 2K+. Tuy nhiên một cái điểm mà gọi là chưa được bằng hai cái người anh em của nó. Tuy nhiên thì một cái điểm mà không được bằng so với là hai người hậu bối của nó, đó chính là cái việc khi mà các bạn sử dụng cái chế độ 2K, màn hình 2K như thế này thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng được tần số quét 120Hz mà các bạn bắt buộc phải xuống Full HD để chúng ta có cái tần số quét 120Hz. Cho nên là các bạn hãy lưu ý về cái điểm này khi mà chúng ta sử dụng nhé. Còn lại thì mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái điểm khá tốt đối với những bạn nào mà chúng ta sử dụng để chơi game hàng ngày. Bởi vì nếu mà chúng ta chơi game thì các bạn sẽ cần một cái tần số quét cao hơn, và khi mà bạn xuống Full HD thì cái viên pin của sản phẩm này sẽ được tối ưu tốt hơn, giúp chúng ta có một cái thời lượng pin tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng. Và khi mà nói về phần dung lượng pin thì đây có thể nói là cũng là một điểm mà mình có thể nói là điểm mạnh của sản phẩm này. Khi mà chúng ta có một cái dung lượng pin 4000mAh, thật sự trong thời điểm hiện tại đây không phải là một cái dung lượng pin ấn tượng, nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn một cái thời lượng pin đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ on screen, tùy vào việc mà các bạn sử dụng nhiều hay là ít những cái tác vụ nặng. Dĩ nhiên đối với những bạn nào mà các bạn chơi game, các bạn nên chuyển xuống chế độ là 120Hz và Full HD cộng để chúng ta có thể là tối ưu pin tốt hơn, để mà các bạn có thể chơi game mượt mà hơn. Bên cạnh đó thì trên chiếc S20 5G này các bạn còn sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có một hệ thống camera rất chất lượng đến từ nhà Samsung. Chúng ta sẽ có một camera trước 10MP được thiết kế là camera đục lỗ ở trên cái màn hình, và hệ thống 3 camera ở phía mặt sau với một camera chính 12MP, một camera telephoto 64MP và một camera góc siêu rộng 12MP. Với cái hệ thống camera này thì các bạn khó có thể nào mà tìm được một cái ứng cử viên nào có thể nói là đánh bại được cái chiếc sản phẩm này trong cái mức tầm giá này. Chúng ta vẫn sẽ có một vài những cái sản phẩm khác chụp cũng khá ok so với lại cái tầm của sản phẩm này trong cái mức tầm giá khoảng hơn 6 triệu. Tuy nhiên có thể nói về phần ảnh chụp thì chiếc Samsung Galaxy S20 5G này có thể nói là đang thực sự rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể sử dụng. Các bạn có thể là chúng ta chụp trong điều kiện thiếu sáng vẫn tốt, và chụp trong điều kiện đầy đủ sáng còn càng tốt hơn nữa. Và nếu mà các bạn hỏi mình là về chất lượng quay video ở trên chiếc điện thoại này như thế nào khi mà đem so ra với những sản phẩm khác thì có thể nói là video chất lượng hình ảnh mang lại là rất tốt. Tuy nhiên thì các bạn hãy lưu ý một tí về phần là chống rung ở trên chiếc điện thoại này như những chiếc Samsung Galaxy thuộc dòng S khác. Nếu các bạn muốn chụp, nếu các bạn muốn quay một video chuyên nghiệp thì các bạn có thể sử dụng thêm gimbal. Và rồi,
cuối cùng thì chúng ta hãy nói về phần vi xử lý phía bên trong của sản phẩm này đi. Chúng ta sẽ có hai vi xử lý là Wacom Snapdragon 865 hoặc là Exynos 990. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn thích chơi game này, nếu các bạn thích giải trí nhiều hơn thì mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn các phiên bản là Wacom Snapdragon 865. Mặc dù cả hai cái vi xử lý này đã có tuổi đời khá lâu rồi, tuy nhiên thì tính cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn có thể sử dụng với những cái tác vụ nặng ở trên cái vi xử lý này. Ví dụ như các bạn chơi game đi thì với những cái tựa game như Liên Minh hay Liên Quân các bạn đều có thể dễ dàng max setting. Còn đối với những cái tựa game nặng hơn như là PUBG thì các bạn có thể là có một cái mức setting ổn thì chúng ta có thể chơi một cách mượt mà hơn. Và rồi, đó là những cái điểm mạnh mà mình có thể nói về cái sản phẩm này. Vậy thì các bạn có lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S20 5G trong thời điểm năm 2023 này hay không? Hãy để lại một comment phía bên dưới. Và nếu các bạn muốn mua thì các bạn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!